Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tổng thống Ukraine lần đầu xuất hiện tại Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kể từ khi bắt đầu chiến tranh Ukraine. Ngày 21 tháng 9, VOA tiếng Việt loan tin Nga-Ukraine đụng độ tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Bản tin cho hay đây là lần đầu tiên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xuất hiện trực tiếp tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc phát biểu về cuộc xâm lược của Moscow tại Ukraine. Đại sứ Nga Vasily Nemenzia phản đối việc ông Zelensky phát biểu khi bắt đầu phiên họp. Hình ảnh bản tin trên VOA ngày 21 tháng 9. VOA dẫn lời Thủ tướng Albania Edi Rama với tư cách là chủ tịch của phiên họp căng thẳng, đã đáp trả bằng một lời chế nhạo Moscow. Nước từ lâu đã nói rằng cuộc xâm lược không phải là một cuộc chiến tranh, mà chỉ là một chiến dịch quân sự đặc biệt. Tôi muốn đảm bảo với các đồng nghiệp Nga của chúng tôi và mọi người ở đây rằng đây không phải là một chiến dịch đặc biệt của Tổng thống Albania. Có một giải pháp cho vấn đề này, ông Rama nói thẳng với ông Nebenzia. nếu ông muốn hãy dừng chiến tranh, rồi Tổng thống Zelensky sẽ không lên tiếng. VOA cho biết ông Nebenzia không đồng ý. Ông nói rằng phiên họp là một cuộc trình diễn và chỉ trích ông Rama vì những gì ông nói là đưa ra những tuyên bố mang tính chính trị hơn là đóng vai trò là người bảo vệ trung lập. Sau phiên họp, ông Zelensky cảm ơn ông Rama trên mạng xã hội, nói rằng ông Rama đã cho thế giới thấy cách đối xử đúng đắn với Nga, với những lời dối trá và đạo đức giả của nước này, VOA cho hay. Để tìm cách biện minh cho cuộc xâm lược của mình, Moscow đã nói rằng tham vọng của Ukraine là muốn hội nhập với phương Tây, bao gồm cả NATO là mối đe dọa với an ninh quốc gia của nga, một khẳng định mà Kiev và các đồng minh phủ nhận là một cái cớ vô căn cứ để tấn công. Hình ảnh tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu tại hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 20 tháng 9. VOA cho biết thêm, khi đưa ra phát biểu sau cuộc tranh luận qua lại, ông Zelensky yêu cầu nga bị tước quyền phủ quyết với tư cách là một trong năm thành viên thường trực của hội đồng bảo an Liên hợp quốc sau Thế chiến thứ hai như một hình phạt vì tấn công Ukraine. Xuất hiện trong phòng sau khi ông Zelensky rời đi, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bảo vệ việc Moscow sử dụng quyền phủ quyết là hợp pháp. Cáo buộc Kiev và phương Tây chỉ tuân theo một cách có chọn lọc các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc năm 1945 khi nó phù hợp với họ. Một ngày trước, ngày 20 tháng 9, VOA loan tin tại Liên Hiệp Quốc, Ukraine yêu cầu Nga ngừng chiến tranh để thế giới xử lý các khủng hoảng cấp bách. Theo đó, Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tập trung tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, UNGA hôm 19 tháng 9, hãy đoàn kết chống lại cuộc xâm lược của Nga và nói rằng Moscow phải bị đẩy lùi để thế giới có thể chuyển sang giải quyết những thách thức toàn cầu cấp bách. Hình ảnh bản tin VOA ngày 20 tháng 9. Theo VOA, ông Zelensky đã thu hút những tràng pháo tay khi đứng tại buộc phát biểu của Đại hội đồng ở New York trong lần xuất hiện trực tiếp đầu tiên tại Đại hội đồng thường niên kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine vào năm 2022. Ông Zelensky nói, Ukraine đang làm mọi thứ để đảm bảo rằng sau sự xâm lược của Nga, không ai trên thế giới dám tấn công bất kỳ quốc gia nào. Việc vũ khí hóa phải được khống chế, tội ác chiến tranh phải bị trừng phạt, những người bị trục xuất phải trở về nhà và những kẻ chiếm đóng phải về quê hương của họ. Chúng ta phải đoàn kết để làm được điều đó và chúng ta sẽ làm được điều đó. Ông Zelensky cáo buộc Nga thao túng thị trường thực phẩm toàn cầu để tìm kiếm sự công nhận quốc tế về quyền sở hữu đất đai mà họ chiếm giữ từ Kiev. Ông Zelensky nói về cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng tồi tệ và các thảm họa thiên nhiên, đề cập đến trận động đất gần đây ở Maroc và lũ lụt ở Libya. Ông nói trước đại hội đồng, Chúng ta phải ngăn chặn nó, chúng ta phải đoàn kết hành động để đánh bại kẻ xâm lược và tập trung toàn bộ khả năng cũng như sức lực của mình vào việc giải quyết những thách thức này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo d với bản tin Tổng thống Ukraine lần đầu xuất hiện tại Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kể từ khi bắt đầu chiến tranh Ukraine. Kinh tế Việt Nam vẫn đang tuột dốc Ngày 19 tháng 9, VOA Tiếng Việt cho hay, Chủ tịch Quốc hội thừa nhận mục tiêu tăng trưởng năm 2023 hết sức khó khăn. Theo đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hôm 19 tháng 9 thừa nhận tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt 3,72%, gần thấp nhất trong 12 năm trở lại đây, tạo áp lực rất lớn cho hai quý còn lại của năm trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,5% đã đề ra cho năm nay. VOA dẫn nhận định của một hãng tin quốc tế cho rằng Việt Nam vốn phụ thuộc vào xuất khẩu đã không thể lấy lại động lực kinh tế khi nhu cầu toàn cầu đối với các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam bị suy yếu và các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản phải chống chọi với suy thoái. Hình ảnh bài trên VOA. VOA cho biết, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam 2023, ông Vương Đình Huệ nói rằng Việt Nam, quốc gia đang phải đối mặt với những cơn gió ngược của kinh tế toàn cầu, sẽ phải nỗ lực rất lớn để đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,5% trong năm nay. Việt Nam sẽ rất khó đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói. Vẫn theo lời ông Vương Đình Huệ, nhiều động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế trong 8 tháng đầu năm 2023 đang có dấu hiệu chậm lại, thậm chí suy giảm và đang chịu áp lực rất lớn từ bên ngoài. VN Express tường thuật. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa tiếp tục bị suy giảm, giảm 10% trong 8 tháng đầu năm và mức giảm mạnh nhất trong cùng kỳ 12 năm trở lại đây. Theo ông Vương Đình Huệ, thị trường trong nước hiện đang chưa được thúc đẩy hiệu quả và thị trường trái phiếu doanh nghiệp bất động sản thì gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc thu hút vốn FDI vẫn gặp nhiều thách thức trong dự án quy mô lớn, công nghệ cao, có tính lan tỏa sâu rộng. Ngoài ra, theo người đứng đầu Quốc hội, tình trạng chậm triển khai các dự án cơ sở hạ tầng do chính phủ tài trợ cũng đang góp phần khiến cho nền kinh tế của Việt Nam bị chậm lại. Ông Huệ cho biết chỉ 42,4% giải ngân đầu tư công theo kế hoạch đã được giải ngân trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 8. Việc chậm giải ngân vốn công chủ yếu là do các vấn đề pháp lý liên quan đến giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư cho người dân sống trong khu vực dự án. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cho biết hoạt động xây dựng chậm lại cũng là lực cản đối với nền kinh tế. Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ông nói Việt Nam được hưởng thẳng dư thương mại chỉ vì các nhà sản xuất nhập khẩu ít nguyên liệu hơn do thiếu nhu cầu sản xuất. Ông cho biết thêm rằng các công ty trong nước đang gặp khó khăn trong việc duy trì khả năng phục hồi trước lượng đơn đặt hàng sụt giảm và nguồn vốn hạn chế. VOA cho biết thêm, Việt Nam đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho năm 2023 là 6,5%. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, các tổ chức kinh tế quốc tế đã nhiều lần hạ mức dự báo tăng trưởng của Việt Nam xuống. Vào tháng 7, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã hạ mức dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2023 từ 6,5% xuống còn 5,8% và từ 6,8% xuống còn 6,2% cho năm 2024. Trước đó, cũng trong tháng 7, Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF đã dự báo tăng trưởng của Việt Nam từ mức 5,8% xuống còn 4,7% cho năm 2023. Trên thực tế, nền kinh tế Việt Nam đã bắt đầu suy thoái từ giữa năm 2022 khi hàng loạt công ty đóng cửa hoặc cắt giảm việc làm. Nhưng thói quen của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam là tốt khoe, xấu che, nên họ không chịu nhìn nhận thực trạng, chỉ đua nhau khoe khoang thành tích cho đến khi không thể che giấu được nữa thì họ mới chịu thừa nhận những yếu tố gây nên sự suy thoái của nền kinh tế Việt Nam không chỉ có tác động của suy thoái toàn cầu mà còn có những yếu tố nội tại như là hậu quả của cả một quá trình dài trong đó doanh nghiệp thì làm ăn gian dối quan chức thì tham nhũng dối trá quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo .D với bản tin kinh tế Việt Nam vẫn đang tụt dốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để những người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, thời báo chấm d